Dạ, một em massage Antec hả mấy bác ha. Antec cũng là một cái hiệu lớn của massage cá nhân nha. Dạ. Con này, những cái dòng này thì kích thước rất là, dòng này kích thước rất là to nha mấy bác. Dạ. Về dài nha, về dài này chắc phải 40 á. Về này chắc không phải tầm ở chừng hơn 30. Dạ. Nếu mình muốn massage nhẹ thì mình đẩy cái tấm này lại, nghĩa là nó tăng thêm một cái lớp này nữa. Dạ, yeah, còn nếu muốn massage mà cảm thấy chưa phê, đủ phê thì ok, mở tấm này ra. Con này nó đang chạy nguồn adapter nhưng mà nguồn zin của nó chỉ là 100V nha. Dạ, yeah, cái này bên em có thể hỗ trợ mấy bác đổi adapter mới từ 100 đến 240 để mà cắm đâu cũng được. Và nguồn adapter nó là nguồn rời ha. Dạ, yeah, đây. Ok. Cái này 12V 2A thì mình có thể ok, mình xài cái đầu tẩu sạc ô tô, dục trong ô tô được ha. Ở đây nó có hai nút bấm. Nút này là nút chạy nè. Bấm một cái là chạy nè. Nha. Bấm một cái nữa là có hồng ngoại nha. Nè đây. Rồi giữ luôn thì nó sẽ tắt. Còn cái nút bên này thì nó sẽ đảo chiều lại và nó đứng yên. À, khi mà bấm chạy như vậy nó sẽ chạy từ dưới này nó chạy lên trên này. Và bác thấy nó chạy, nghĩa là nó chạy dọc theo cái lưng của mình á. Dạ. Còn nếu như mà mình muốn rằng là ừ, ngay cái chỗ cao cao này nè, mình nhức mỏi nhiều nè, thì ok, bấm vô đây giùm em cái. Nó sẽ đứng yên ở chỗ đó và nó quay ngược chiều ngược lại thế này. Mọi ra, ngoài ra mọi chức năng đều như nhau, đều có hồng ngoại, đều quay hết. Nhưng mà nó chỉ quay một chỗ thôi, nó không có chạy lên, chạy xuống nữa. Không? Còn muốn bấm lại, thì ok, nó lại chạy xuống lại. Nghĩa là nó chạy dọc theo lưng, nó hai chế độ. Một chế độ là muốn chỗ nào thì dừng, còn không thì nó sẽ chạy lên, chạy xuống. Rồi, ok. Em cảm ơn mấy bác.